Kính thưa quý vị, người đàn ông chuyền banh khéo léo trở thành hiện tượng trên Internet, tin từ Milford Haven. Một người đàn ông gốc người Welsh 50 tuổi đã trở thành một hiện tượng sau khi video cho thấy là ông chuyền một quả banh túc cầu thật khéo léo được đăng tải trên Internet. Đoạn băng trình bày là ông Andrew Cassidy đang tập banh trong một bãi đậu xe bỏ trống tại Milford Haven thuộc miền duyên hải của Wales đã thu hút hơn 200 lượt vào xem trên YouTube kể từ khi đăng tải vào ngày thứ Ba vừa qua. Nói chuyện với giới truyền thông, cựu ngư dân Cassidy giải thích động lực sau lưng thú tiêu khiển này đã là khi một người bạn qua đời và vì ông quá mập phì và cần phải nghĩ đến cách giảm cân. Theo tin tường trình từ báo chí địa phương, thì đoạn video đã dẫn đến ban tổ chức cuộc thi giải vô địch World Freestyle Football mời ông biểu diễn tại buổi lễ khai mạc ở Dubai.